Xin chào tất cả các bác nha. Đầu tiên thì chúc các bác sẽ có những phần thư giãn và đặc biệt là sẽ có những thông tin mới khi xem video của em. Và như tên đề thì hôm nay sẽ thấy ngày là một chiếc video để chia sẻ cũng giao lưu với các về cái vấn đề có nên để cành cho cây cà phê vào đầu mùa mưa luôn không nha các bác. Đây là những cây cà phê sau khi đã có những trận mưa đầu mùa rất là tươi mát các bác. Cành cối lộc lá phát triển rất là mạnh luôn. Đây là cà phê xanh lùn các bác. Cà phê xanh lùn ghép năm nay là năm thứ tư. Bốn mùa khô, mùa khô thứ tư các bác. Rồi, cành chồi lộc lá cũng khá là xanh tốt luôn. Mưa xuống các bác, mưa xuống thì thứ nhất là cung cấp một lượng nước này, và thứ hai nó là sẽ có một lượng đạm nhất định các bác. Nói chung là video này thì cũng mang tính chất tham khảo thôi, bởi vì cũng phụ thuộc vào kinh nghiệm cũng như là cách chăm sóc của từng nhà vườn đó, cứ chia sẻ lên thôi các bác. Thì gì được thì chúng ta chung thu, còn cái nào chưa được thì chúng ta cùng nhau giao lưu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm các bác. Rồi, và chủ đề chính luôn về cái vấn đề mà chúng ta có nên để cành cho cái cà phê kinh doanh vào đầu mùa mưa luôn hay không thì còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố các bác. Thứ nhất là về cách chăm sóc của từng nhà vườn này, cũng như là khí hậu thời tiết của từng vùng nữa. Cho nên là sẽ không quy định áp dụng cho bất kỳ một loại vườn nào hết các bác. Mỗi vườn thì mỗi cách chăm sóc khác nhau, quan trọng là cái thời tiết cũng như là đúng không? Quan trọng là thời tiết các bác, với lại cái cây cảng của ta như nào các bác. Ví dụ như cây cảng của ta mà nó năm ngoái chúng ta thu nhiều quá bác, năm nay cảnh nó ít thì chúng ta tiến hành để sớm luôn, để sớm để nuôi cành từ lúc đầu luôn bác. Còn năm nay mà chúng ta cái cành nhiều rồi bác, cành nhiều đang rậm rạp như thế này mà chúng ta để cành sớm thì thứ nhất là cạnh tranh dinh dưỡng này, thứ hai nó là rậm cây cà quá bác, rậm cây cà quá thì nó cũng nhiều nấm bệnh rệp nó tấn công bác. Quan trọng là tùy cây cà và chúng ta xem cây cà của ta như nào đó. Ví dụ cây cà chúng ta đang xanh tốt um tùm này thì chúng ta tiến hành chưa cần phải để cành vội bác, chúng ta sẽ tiến hành bẻ cành đi. Đấy, đấy là đối với cây cà rậm rạp xanh tốt cành quả nhiều. Còn đối với những cây cà mà năm ngoái thu nhiều rồi năm nay cành nó ít, nhìn nó sơ sát tàn tạ quá thì chúng ta tiến hành để cành từ đầu mùa mưa luôn. Đây, đây như này là chúng ta sẽ bỏ đi nhé bác. Đối với những cây cà này thì chắc chắn là chúng ta bỏ đi rồi, bởi vì đây cây cà rất rậm rạp cho nên là chúng ta sẽ chưa cần để cành vội bác. Đấy, trước tiên là những cây cà phê rậm rạp xanh tốt thì chưa cần thiết để cành vội. Thường là đến tháng 6, tháng 7 âm lịch thì chúng ta sẽ tiến hành bỏ để như bác. Cũng tùy thuộc vào vùng miền á. Nếu mà khí hậu nó thuận tiện đấy các bác, thuận tiện đấy, thuận lợi ấy, thuận tức là chỉ có một mùa mưa thôi ấy. Mùa mưa vào tháng đầu mùa mưa tháng 5 cho đến tháng 10 là nó kết thúc mùa mưa ấy, thì chúng ta sẽ để cành từ đầu luôn, đầu mùa mưa luôn. Và còn đối với khu vực cho em thì thường là sẽ có hai mùa mưa bác, hai mùa mưa. Một mùa mưa là từ tháng 5 đến tháng 10 đúng rồi. Và một mùa mưa là mùa mưa từ tháng 10 đến có khi mưa đến gần Tết các bác. Hai mùa mưa, mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh các bác. Cho nên là nếu mà để thành cành sớm á, thường nó sẽ ra nhiều đợt, bởi vì do có một cái đợt hạn bà chằng bác. Hạn bà chằng lúc đấy thì cái cà phê nó sẽ khô và sẽ ép nước bác, như kiểu ép nước luôn. Cho nên là hạn bà chằng khô xong đến lúc mùa mưa thứ hai thì nó lại mưa, cho nên là thường nó sẽ ra hoa lung tung, lọt chọt, cho nên là thường là đến tháng 6, tháng 7 âm lịch bắt đầu mới để cành. Với lại khi này em nói cũng tùy vào cà. Cà mà không có cành thì bắt buộc phải để sớm bác. Còn cà chúng ta mà rậm rạp, lu bu, cành mang trái nhiều thì chúng ta sẽ tiến hành làm cành, chưa cần thiết phải để cành sớm. Như những cây cà này thì chúng ta sẽ tiến hành vặt hết những cái cành tăm, cành đồng rồi bác, cho nó thông thoáng, bởi vì cành nó đang đậm mà. Rậm như này mà chúng ta để những cái cành như thế này nữa thì thôi chứ chất dinh dưỡng đâu mà nuôi, phân đâu mà nuôi, phân đất này là để nuôi mấy cái cành như thế này nó thì thôi chứ. Vặt hết các bác, tùy vào cà mà, cà cái rậm là chúng ta vặt hết. Tháng 6, tháng 7 âm lịch bắt đầu chúng ta mới để thôi. Đấy, cà mà yếu thì chúng ta để luôn, để những cái cành nào to khỏe là chúng ta bắt đầu để luôn các bác. Cà mà không có cành các bác, cà mà không có cành mà ít cành ấy, là chúng ta sẽ nhanh để luôn. Với lại cái vùng nào thời tiết thuận lợi ấy, để cành sớm luôn các bác, giúp cho nuôi cành dần là vừa. Chỉ nhiều lúc chúng ta vặt hết đến lúc tháng 6, tháng 7 nó cũng không ra nữa thì chết luôn. Cho nên là cũng phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố nữa. Cả tùy thuộc vào cả các bác. Cả chúng ta có nhiều cành rậm rạp hay không thì chúng ta sẽ để hay không. Đấy, còn đối với những cái loại cả nó rậm rạp này thì chắc chắn là phải vặt hết các bác. Vặt mới nuôi được trái chứ, giờ mà nuôi cành này thôi chứ trái làm sao nó nuôi nổi. Vặt hết các bác, nhiều lắm. Cả xanh lùn này vặt cành đúng đuối không?
trồi bác, trồi thì chắc chắn là phải vặt rồi. Trồi ai để trồi làm gì mà. Trồi là chỉ để lấy giống thôi. Quan trọng là cành tăm, cành đổ mà. Thường mà những cái vườn cà mà nó cành nó tàn rồi bác, năm sau thu, năm trước thu nhiều, năm nay ít cành ấy, thì những cành đầu tiên của mùa khô, những cái cành mùa mưa này nó phát triển rất là mập mạp mà, cho nên chúng ta sẽ không để được. Rồi. Những cái cành nào mà nó nằm ở cái khoảng trống ấy, thì chúng ta để được. Nó nằm ở trên cành này mà, đây trên, phía trên trên đầu đầu cành ấy. Trên phần trên này cành là chúng ta sẽ không để được. Những cành nào nó, mình cảm thấy nó to, nó mập mạp, nó khỏe các bạn, là chúng ta để lại được. Còn những cành nó mọc ở phía ngoài này thì chúng ta vặt hết luôn. Vặt hết, đây. Những cái rơm rạ leo ngoeo này thì xem với quả này phải vặt đi chứ không nó ăn hết quả các bạn. Ok, như vậy là video chia sẻ cũng như là giao lưu với các bác về cái vấn đề có nên để cành cho cái cà phê vào đầu mùa mưa của em, mà chắc cũng thấy kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.